Phụng xin chào quý vị. Thưa quý vị, hôm nay trở lại kênh Mỹ Phụng Vlog. Lời nói đầu tiên, Mỹ Phụng xin gửi lời chúc sức khỏe quý vị có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Thưa quý vị, hôm nay Mỹ Phụng cũng vẫn quay lại với chủ đề của nữ CEO của Đại Nam nha quý vị. Thì quý vị biết không, trời ơi quý vị ơi, sáng hôm nay vừa ngủ thức dậy, Mỹ Phụng vừa nghe một cái thông tin như sét đánh ngang tai. Là bởi vì chị hai nữ CEO của Đại Nam lập di bằng lần thứ hai. Như vậy là lần thứ nhất ngày hôm qua 100 kênh, hôm nay lần thứ hai lập di bằng thêm 100 kênh nữa. Như vậy là 200 kênh. Chị hai CEO Đại Nạn ơi, một CEO lớn như vậy mà chị lại đi chơi trò chơi trẻ con. Kiện 200 kênh YouTube thì giờ đâu mà chị kiện. Chỉ có chị hai là người ăn không ngồi rồi, không có công ăn chuyện làm. Chỉ có những kẻ CEO bất tài thì mới ngồi đó để mà canh từng kênh YouTube. Hôm qua tới nay chị hai canh được 200 kênh rồi. Thiệt là chúc mừng cho nữ CEO không có công ăn chuyện làm mới rảnh rỗi canh từng kênh như vậy. Công nhận là khen chị hai nha. Mỹ Phụng lặn lội tìm tòi và tìm coi có cái tên Mỹ Phụng không, để chị hai qua Mỹ gặp Mỹ Phụng một lần kiện thưa coi như thế nào. Mỹ Phụng cũng khao khát gặp chị hai một chuyến tại bên Mỹ này. Chị hai nộp cái đơn kiện để mà kiện Mỹ Phụng một cái kênh YouTube ở Mỹ, nhưng mà em tìm hoài không thấy, không thấy cái tên Mỹ Phụng trong đó. Thiệt là em mừng hết lớn chị hai à. Chị hai trong kênh YouTube không có em, quý vị ơi, mừng quá, chắc phải mần heo ăn mừng quá. Ăn mừng gì chị hai không có đưa em vào danh sách để khởi kiện. Ta nói thiệt chị hai ơi, nữ CEO mà bị thất nghiệp, nữ CEO mà bây giờ bị chồng tước phế, mặc dù á lên là tôi sẽ giao chức vụ, giao quyền hạn lại cho con vợ của tôi, mà ổng lên ổng tuyên bố rằng con vợ của tôi từ cái ngày mà vô T30 2 năm 6 tháng trở về là biết bao nhiêu thời gian không có dành cho chồng, cho con, cho mẹ. Cho nên bây giờ vợ tôi không có lên trên không gian mạng nữa, mà vợ tôi ở nhà lo chăm sóc mẹ già, chăm sóc cho thằng con, bởi vì 2 năm 6 tháng tôi là gà trống nuôi con. Thành ra bây giờ vợ tôi phải ở nhà chăm sóc cho chồng, cho con, cho mẹ rồi, không có thời gian rảnh rỗi lên trên mạng xã hội nữa. Như vậy là chồng chị nó tát vào mặt chị cái vụ việc là sao? Cái vụ việc ổng cấm cho chị không cho tới công ty làm việc, bởi vì cổ đông cổ phần trong đó còn rất là nhiều người, mà chị là một tù nhân, một người tội phạm. Một người phạm tội thì làm gì có cái chuyện cho chị để mà hoành hành trong cái công ty của chồng chị nữa. Để cho chị vào đó để chị điều khiển trong cái công ty đó nữa. Bởi vì chị là một người ăn nói vô văn hóa, nói tục, nói tiểu thì chị đâu có còn uy tín nào mà chị có một cái trách nhiệm, một bổn phận trong cái công ty của chồng chị đang là ông hội đồng quản trị trong đó chị hai. Cho nên bây giờ một nữ CEO rảnh rỗi ngồi canh từng giờ, từng phút, từng kênh là nữ CEO bất tài. Nữ CEO bất tài, chị tưởng đâu chị lấy cái quyền lực, cái giàu sang của chị rồi bắt đầu chị đứng lên chị khởi kiện 200 kênh YouTube, hôm nay là cái di bằng thứ hai. Rồi đây tới cái di bằng thứ ba, rồi tới lập di bằng thứ tư. Bởi vì trên mạng xã hội hiện tại bây giờ cái kênh YouTube mà lên phản biện chị nó mọc lên như nấm, thì thời giờ đâu chị canh từng kênh mà để chị khởi kiện hết những anh em YouTube đang phản biện chị trên mạng xã hội. Chỉ có thời giờ của những kẻ bất tài vô dụng thì mới có thời gian để bòn bỏ cặp mắt lên để mà xem theo dõi trên mạng xã hội, để mình lấy hết các kênh về mình đi khởi kiện nó cho nó chết. Như vậy mà chị từng tuyên bố là tôi là yêu dân yêu nước, tôi vì dân vì nước mà tôi phái đẩy những nhân dân sống trong đất nước vô tù giống như chị. Yêu dân thương dân mà phái đẩy dân vào con đường tù tội giống như chị đã từng đẩy thằng bồ chị vào trại giam và đẩy thằng chồng chị cũng vào trại giam, rồi chị tính đẩy luôn cả ông Võ Hoàng Yên vào trại giam. Chị lấy những cái điều kiện đó của chị trước đây, chị được có quyền hạn để mà chị tung tiền ra để mà chị nhờ vả một người nào đó để đẩy những người á mà chị đã từng đẩy vào trại giam, thì bây giờ chị lại ngông cuồng, chị tưởng rằng chị còn uy tín nữa hay sao? Chị phải biết rằng thời thế đã thay đổi rồi, không phải thời của chị nữa, cho nên chị đừng có ngáo đá quá.
Chị định lên chị lặp lại cái vụ việc trước đây để mà chị đẩy hết những người dân lên mà để phản biện những cái lời nói ngông cuồng của chị, rồi chị tức tối chị lên chị khởi kiện hả? Chỉ có những kẻ ăn không ngồi rồi như chị đó thì mới bỏ thời gian, bỏ tiền, bỏ của ra để kiện cỡ trên 200 kênh YouTube nếu như có cái gì bằng số 3, số 4 sắp tới đây. Chị đủ sức để mà chị đi kiện không, hay là những người dân hiện tại bây giờ nè, những cái người mà chị đứng lên chị khởi kiện, người ta viết đơn lên, người ta tố giác tội phạm, bởi vì những cái hành vi sai phạm pháp luật của chị rành rành ra đó. Mà nếu như những người dân hiện tại bây giờ 200 kênh YouTube đó đó, người ta viết đơn, người ta gửi đến cơ quan chức năng, nhờ cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, tìm hiểu coi coi những cái lời phát ngôn của chị trên mạng xã hội nó chưa được kiểm chứng, làm ảnh hưởng tới đất nước, làm hoang mang người dân sống trong đất nước đang sống trong một cái sự hòa bình mà chị tuyên bố rằng có giặc nội xâm, và chị đưa người vô trong công ty của chị là Việt Tân đòi lật đổ chính quyền. Như vậy thì những người dân người ta bức xúc, người ta nộp đơn, người ta nhờ phía cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra những cái hành vi của chị, thì chị có phải trả giá một cái sự việc lớn lao của chị mà chị trở vào T30 hay không? Bởi vì người dân, chị nên nhớ rằng người dân người ta có tiếng nói, mặc dù người ta nghèo hơn chị, nhưng những cái lá đơn mà người dân người ta đồng lòng, người ta gửi đơn lên cơ quan nhà nước vài trăm đơn thôi, thì bắt buộc cơ quan nhà nước người ta phải vào cuộc điều tra những cái hành vi của chị. Nên nhớ điều đó. Cho nên Mỹ Phụng khuyên chị rằng chị hãy thức tỉnh lại và chị hãy bình tĩnh lại, chị đừng có ngông cuồng mà chị lấy cái quyền hạn, cái sự giàu sang của chị lấy tiền của chị đem ra để mà chị chuẩn bị, chị khởi một cái vụ kiện 200 kênh YouTube của ngày hôm nay. Nên coi lại bản thân mình đang sai với cơ quan nhà nước, cơ quan nhà nước đang khốp cái mỏ chị lại. Mà nếu như những người dân mà người ta bức xúc, người ta nộp đơn lên, người ta gửi cơ quan chức năng là người ta tố giác cái hành vi sai phạm pháp luật của chị mà chưa có cơ quan nào vào cuộc để xử lý chị, thì người dân người ta bất đồng, người ta bất bình, rồi người ta sẽ viết đơn lên, người ta gửi đến cơ quan chức năng, mà càng nhiều đơn thì cơ quan chức năng phải bắt buộc vào cuộc để làm sao? Để điều tra trong cái vụ việc của chị. Bây giờ chị chơi không? Chị chơi lại với những người dân người ta đồng lòng, người ta tố giác chị không? Cỡ 200 kênh YouTube hiện tại bây giờ chị kiện đó. 200 kênh này chỉ cần viết đơn gửi cho phía cơ quan chức năng để tố giác một hành vi sai phạm pháp luật của chị rành rành ra đó. Chị dám chơi hay không? Chị đừng có run cây nhát khỉ. Ở đây chị nên nhớ rằng chị có bộ óc thì người ta cũng có não, chứ không phải chỉ có một mình chị mới là cái người mà thông minh có trí tuệ. Người dân bây giờ người ta có trí lắm, chị biết không? Nữ CEO bất tài, nữ CEO vô dụng, nữ CEO ngoại tình cắm sừng lên đầu chồng mình. Trời ơi, ông chồng còn bày đặt ra đường để nắm tay vợ mình, đó là che đậy những sự ma mị sống bề ngoài. Cho nên cuộc sống của vợ chồng của nữ CEO, quý vị biết không, sống là bề ngoài, sống hình thức bên ngoài để mà che đậy những cái sự việc bên trong ê chề và nhục nhã. Có con vợ nào mà tùy tiện á, cho tiền trai 183 tỷ rồi cắm cái sừng dài thòn lòn trên đầu chồng mình, rồi còn mặt mũi nào mà đi ra ngoài nhìn đời và nhìn thiên hạ? Cho nên cố đậy, cố che đậy, cố gượng gạo để sống sống qua ngày chờ qua đời. Chứ quý vị thấy đi, hạnh phúc, giàu sang phú quý, cuộc sống ung dung tự tội thì không bao giờ ngoại tình. Cuộc sống của người phụ nữ đầy đủ thì không bao giờ đem tiền cho trai để mà anh giữ đó đi, chờ ngày hai đứa mình sống để lấy cái đó để mà làm vốn. Quý vị thấy không, sống với con vợ có thủ đoạn đem tiền cho trai để mà để dành đó để xây dựng hạnh phúc lâu đài của mình, sau này hai đứa mình sống chung thì mặt mũi nào mà cho ông chồng của mình hiện tại bây giờ còn hãnh diện gì với mạng xã hội, hãnh diện gì với bạn bè nữa, phải không quý vị? Cho nên sống gắng gượng, tạo lên lên một cái
hình nền hạnh phúc lắm, tạo lên giống như là cuộc sống vợ chồng hạnh phúc lắm, đi ra ngoài đường phải nắm tay nhau. Nhưng trời ơi, một sự ê chề mà không biết, mà còn lên tùy tiện hai vợ chồng đứng lên để khởi kiện các kênh YouTube. Trời ơi, đầu hai thứ tóc, sắp trải qua 54 tuổi, rồi chồng mình sắp trải qua làm sao 66 tuổi mà còn chơi trò chơi trẻ con mà không biết nhục. Coi coi ngồi đó canh coi ai chửi mình, ai nhục mạ mình, rồi bắt đầu mình khởi xướng lên, mình lập di bằng để mình gửi đến cơ quan chức năng để kiện hết các kênh YouTube. Nghe mắc cỡ quá, nữ CEO bất tài ơi, thôi thà im lặng đi, đừng bày đặt khởi kiện mà đưa lên những cái danh sách mà đó kiện thưa các kênh YouTube. Người ta đọc những cái tên của người ta cười bò càng hết, không biết kiện gì lý do gì, đánh phá vào doanh nghiệp làm ảnh hưởng tới cổ đông. Có ai đánh phá vào doanh nghiệp ảnh hưởng tới cổ đông, hay con vợ mình nó làm ảnh hưởng tới cổ đông? Cái con vợ của mình nó lên nó làm tê liệt cái khu du lịch đại nạn của mình, làm ảnh hưởng tới sao cổ đông cổ phần trong khu du lịch đại nạn, chứ ai đâu mà làm ảnh hưởng tới cái nền kinh tế của quốc gia, ai đâu mà lên làm ảnh hưởng tới cái nền kinh tế của khu du lịch đại nạn mà làm ảnh hưởng tới cổ đông cổ phần gì trong khu du lịch đó. Vậy mà lập di bằng viết lên nói là nào là ảnh hưởng tới cổ đông cổ phần gì đó, nghe không biết mắc cỡ. Mà trong khi đó con vợ mình nó mới làm hết tất cả, cái con vợ mình nó mới làm tê liệt cái doanh nghiệp của mình mà mình không hay biết, còn đứng lên tiếp tay với vợ mình để mà kiện thưa 200 kênh YouTube. Ta nói mắc cười quá quý vị, cười xỉu với cặp vợ chồng này luôn quý vị ơi. Cười xỉu luôn đó. Một cái người mà giàu có mà đi kiện những kênh YouTube lẻ tẻ vậy thì có đủ hãnh diện không, hay là người ta còn chửi thêm cho nhục mặt anh quý vị vậy đó mà không biết nhục. Lên mạng xã hội là dùng cái não chứ đừng có dùng cái muối iốt, rồi mất công rồi mạng xã hội người ta kéo với nhau, người ta dùi dập mình cho có cái là bỏ trốn, đào đất nẻ mà chỉ chui xuống đó mà trốn thôi, chứ còn lạng lạng ở trên thế gian này thì chỉ có làm sao, chỉ có chùm quần để đi ra đường thôi. Nghe cặp vợ chồng sống cái kiểu mà hình thức bên ngoài để che đậy những cái hành vi sai trái của vợ mình, rồi mình đứng đó mình bao che, không mình bao che mà mình không có một lời xin lỗi, đó là ông lò vôi đó quý vị. Sống là phải biết lỗi biết phải, sống mà cái kiểu trơ trẽn vậy thì sống với ai? Cho nên mạng xã hội này người ta tẩy chay cặp vợ chồng của nữ CEO đại nạn rồi đó quý vị. Nếu sống mà biết lẽ phải thì đâu bao giờ bị tẩy chay. Sống với kiểu ngông cuồng coi thường người ta, coi thường những người á không bằng mình, rồi đứng lên định làm này làm nọ làm hại người ta, muốn đẩy người ta vào T30, đâu phải là cá ăn kiến hoài thì có ngày kiến nó phải ăn cá lại thôi. Chứ bộ tưởng là mình bự, mình giàu, mình á, tài sản của mình là dữ dội không ai qua lại, rồi mình lấy cái đó để mình vùi dập những cái con kiến sao? Không có. Khi mà đụng có ổ kiến mà cái ổ kiến đó nó bung ra rồi á, thì nó tràn ra nó cắn cho thành ghẻ với chóc không. Trời ơi, tưởng đâu đẹp và giàu sang lên đó kiến mà nó cắn rồi thành lở với ghẻ không đó nghe. Cặp vợ chồng ngáo mạn, cặp vợ chồng ngáo đá, cặp vợ chồng doanh nhân bất tài và bất quyền lực, cho nên bị cộng đồng mạng tẩy chay. Hiện tại bây giờ đó quý vị, bớt lại cái vụ lập á, danh sách để kiện thưa nha. Càng lập danh sách nhiều kênh thì những kênh đó người ta đứng lên, người ta nộp đơn cho chính quyền, người ta nhờ chính quyền vào cuộc để điều tra những cái hành vi sai phạm pháp luật của bà đó. Nhớ nghe. Và luôn nhắc nhở luôn cả các ông chồng của nữ CEO, ông làm ơn ông tỉnh táo lại, ông đừng có u mê trong cái sự dại dột, cái kiểu mà bà lấy vú bà lấp miệng ông đó. Ông bớt lại, ông tỉnh lại. Ông á, được á, bả lấy cái vú của bả lấp miệng ông rồi ông bị á, u mê rồi ông lú. Ông phải coi lại coi. Càng lập di bằng để kiện thưa các kênh YouTube thì càng nhiều á, thì càng tốt. Bởi vì đó là cơ hội cho người dân người ta đứng lên, người ta đồng lòng để người ta nộp đơn để mà người ta tố giác tội phạm. Nếu như người ta thấy những cái hành vi sai trái của vợ ông mà người dân không đóng, người dân không đứng lên để tố giác tội phạm thì tất nhiên là những người dân đó đồng lõa với vợ ông sao? Cho nên vì cái lẽ đó đó
Ông Hải cùng vợ ông lập Vi Bằng càng nhiều kênh để có đủ cơ hội để các kênh YouTube đó viết đơn lên để nhờ cơ quan chức năng điều tra con vợ của ông. Nên nhớ là như vậy nha ông lò voi. À, thưa quý vị, như vậy thì Mỹ Phụng rất cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian theo dõi video ngắn này của Mỹ Phụng. Mỹ Phụng xin phép dừng lại. Và trước khi Mỹ Phụng dừng lại thì Mỹ Phụng gửi lời chúc sức khỏe quý vị có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha. Mỹ Phụng xin bye bye quý vị. Bye.